thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Vâng, lại là tôi đây, chúng ta lại gặp nhau vào 8 giờ tối thứ ba hàng tuần. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi của một người bạn trẻ mà tôi thấy rất là thích thú. Đó là, anh Thái ơi, đây này, bạn Hoa Đông hỏi anh là: anh Thái ơi, anh giải thích giúp em về thu nhập thụ động với. Có phải thu nhập thụ động đó là cứ đưa tiền cho người ta quản lý rồi thế nào? Cuối tháng người ta cũng trả tiền lại cho mình và không cần phải làm gì cũng có thu nhập phải không anh? Em thấy có một số bạn trên Messenger Facebook gửi em mời em tham gia vào hội nhóm đầu tư để có thu nhập thụ động. Có phải điều này chính là việc của người cha giàu nói hay không anh? Đây là một câu hỏi của Hoa Đông, và xin thú thật với các bạn rằng là không phải lần đầu tiên Thái Phạm nhận được một câu hỏi như vậy. Và đây là một chủ đề cực kỳ hay mà Thái Phạm nghĩ rằng là mình cũng cần phải làm ngay để trao đổi với lại tất cả những người xem kênh Thái Phạm, những người độc giả, những người đã đọc sách của Happy Life. Và thực sự với các bạn rằng là không phải chỉ có Hoa Đông, và trước đây đã có rất là nhiều những cái bạn đã nhắn tin cho Thái Phạm và hỏi tôi rằng là: anh ơi, thu nhập thụ động có phải là như vậy hay không? Rồi thu nhập thụ động là em đầu tư vào OneCoin hay là Skyway, hay là em đầu tư phái sinh quốc tế. Rồi có một số bạn nói rằng là cứ một số bạn môi giới chèo kéo em là đưa tiền để quản lý tài khoản và ăn chia thu nhập là 30-70, 20-80, và không cần phải làm gì cả, chỉ cần đến cuối tháng hoặc là một quý thì sẽ lấy tiền. Và em cũng được nhiều người chèo kéo các kênh đầu tư bất động sản, chỉ cần bỏ tiền bỏ vốn cho người ta kinh doanh, và cứ 6 tháng 1 năm mình lại thu tiền lãi và coi như là góp vốn và để mua bất động sản. Điều đó có phải là đúng hay không? Thì do Hoa Đông hỏi và tôi được rất nhiều câu hỏi trước đây rồi, cho nên chủ đề của ngày hôm nay chúng ta mới trao đổi với nhau về câu chuyện là thế nào là thu nhập thụ động và theo định nghĩa của người giàu và người nghèo là như thế nào. Đầu tiên thì Hoa nói về câu chuyện, về quan điểm của Thái Phạm về thu nhập thụ động như vậy là đúng hay sai của Hoa Đông gửi và hỏi. Thì nếu Hoa Đông ơi, em xem cái video này thì em sẽ biết cái câu trả lời em nhé. Và cái câu trả lời của tôi thì tôi cũng chưa vội để nói. Mà điều đầu tiên thì theo tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo, Robert Kiyosaki. Thực ra thì đây không phải là cái tư tưởng, tư duy của Robert Kiyosaki. Đây là tư duy của người cha giàu thực sự và người đã dạy cho Robert Kiyosaki cái lý thuyết này. Chẳng qua là Robert là người viết ra cuốn sách này đầu tiên mà thôi. Có nghĩa rằng là nếu như bạn giàu thì bạn phải tìm cách làm sao để chuyển cái công việc của bạn, chuyển tiền của bạn từ một người làm tư hoặc là một người làm công sang người làm chủ hoặc là người đầu tư, tức là cái người đầu tư investor, để kiếm những cái thu nhập thụ động khi bạn ngủ. Và cái thông điệp đó nó được amplify, nó được khuếch đại lên bởi cái câu nói của Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư huyền thoại và vị tỷ phú giàu thứ tư trên thế giới hiện nay, nói rằng nếu bạn không biết cách kiếm tiền ngay cả khi bạn ngủ thì bạn chưa thực sự là giàu có. Có nhiều quan điểm và nhiều cách hiểu rất sai lầm với việc này, dẫn đến rất nhiều người bị cái mác là thu nhập thụ động, mình dịch ra là cái khoản thu nhập, khoản income. Thụ động là passive, có nghĩa là mình không cần phải làm gì cả, cứ ngồi yên một chỗ thì tiền cũng tới. Và chính vì quan điểm những cái sai lầm sai trái như vậy, cho nên là có nhiều bạn mới bị chèo kéo, chào mồi bởi những cái lời giao giảng và quảng cáo PR miễn phí ở trên mạng rằng: anh cứ đưa tiền cho em để em đánh con phái sinh này, để em đánh con phái sinh ở Mỹ đó, hoặc là em mua cái chỉ số phái sinh tại thị trường phái sinh Việt Nam, hoặc là anh cứ nghe em đi, em mua cái thị trường phái sinh chứng quyền ở Việt Nam, đợt này em kiếm được nhiều tiền lắm. Và đợt này đó, anh có biết không là em vào chứng khoán, oánh con nào thắng con đó, bây giờ không có thua được đâu anh. Do đó thì anh cứ đưa tiền cho em, họ hàng cứ đưa tiền cho em đảm bảo cam kết sinh lãi hàng tháng cho anh,
ít nhất mỗi tháng là em gửi lại anh 3-5%. Đó, dẫn đến là anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ và đếm tiền mà thôi. Ngồi một chỗ mà nhận cái lợi tức hay tiền lãi hàng tháng. Chính bởi vì cái tư duy và cái dẫn dắt nhiều khi không đúng của truyền thông, cũng không đúng bởi các cuốn sách dạy về làm giàu, hay thậm chí của những cái câu quote mà người ta không có hiểu hết ý của nó. Người ta chỉ quote ra cái đoạn mà người ta thích để truyền tai cho các bạn, dẫn đến mọi người hiểu thu nhập thụ động có nghĩa là chả cần làm gì, passive income có nghĩa là không cần làm gì cũng kiếm được tiền. Thậm chí đỉnh cao, cao trào không những ở Mỹ, ở Việt Nam mà còn ở Mỹ nữa. Đó là một cái trường phái tôi thấy nó hơi, nó thật, tôi rất là kịch liệt phản đối. Đó là những trường phái của The Magic, trường phái của The 4-Hour Workweek. Là Magic là gì? Chỉ cần bạn có một niềm tin lớn với vũ trụ, bạn chỉ cần có một niềm tin hấp lực rằng mình sẽ tin tài lộc, giàu có, sự thịnh vượng sẽ đến với mình. Mình chỉ cần nhắm mắt và cầu nguyện mỗi một ngày là năng lượng vũ trụ, sự may mắn sẽ đến với mình. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, và thậm chí hãy hét lên rằng bạn là người giàu có, tiền sẽ đến với mình và không cần làm gì cả. Đó là tất cả những thứ mà The Magic có thể nói với bạn. Rồi một cuốn sách nữa được truyền rất nhiều, đó là tuần làm việc 4 giờ. WTF, cái gì vậy? Tuần làm việc 4 giờ và vẫn sống một cuộc đời mong ước của bạn, sống sung sướng như một tay chơi thượng hạng ở bán đảo Bahamas, ở địa Trung Hải, ở Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, bên cạnh những cô bồ nóng bỏng, người mẫu chân dài, cặp ngực to tròn, du thuyền hạng sang, đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn những bữa ăn đắt tiền tại những nhà hàng ở London, Paris, hay những nhà hàng đắt tiền ở những thành phố hàng đầu trên thế giới, Michelin 3 stars, những nhà hàng được gắn ngôi sao, 3 ngôi sao của Michelin, vị đầu bếp nổi tiếng. Tất cả những gì bạn cần làm đó là hãy làm việc thông minh hơn và làm việc ít giờ hơn. Hãy làm việc 4 giờ một tuần mà thôi. Còn lại, thế giới, vũ trụ và mọi thứ sẽ lo lắng cho bạn. Ôi Chúa ơi, tôi đọc xong cái tinh thần của cuốn sách, tôi đọc xong tất cả những gì của The Magic và tuần làm việc 4 giờ và những cái thứ như thế. Crappy. Thực sự crappy. Vớ vẩn, rác rưởi. Bởi vì làm gì trên đời này có một cái thứ thu nhập mà không cần phải làm gì cũng có? Làm gì trên đời này không cần phải làm mà cũng có ăn? Hoa Đông ơi, nếu dễ thế, tại sao khi bạn môi giới đó, bạn không về nhà, bạn yêu cầu ba mẹ bạn ấy, họ hàng bạn ấy, chú bác bạn ấy đưa tiền để cho bạn ấy quản lý oánh phái sinh quốc tế, phái sinh Việt Nam, mua các chứng quyền hoặc là oánh chứng khoán cơ sở, đâu cần phải mồi trời bạn để ăn tiền lãi. Thu nhập thụ động thực tế là gì? Có phải là không làm mà có ăn không? Làm cái gì có thế, ở đời có lý vậy không? Đúng. Về khái niệm về giàu nghèo, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, đó là người giàu phải làm rất cật lực để tích lũy tiền bạc, để đầu tư, để mua tài sản, để mua những căn hộ. Thay vì mua đất đai, mua tài sản, mua những căn hộ, đúng không? Rồi mua chứng khoán, hoặc là đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, hoặc là đầu tư vàng, đầu tư những giấy tờ có giá hoặc những tài sản có giá, để rồi những giấy tờ có giá đó, những căn hộ, những đất đai, những cái tài sản có giá, nó sẽ tăng giá qua thời gian. Nó sẽ tăng giá qua thời gian. Và họ đang mua một thứ, đó là tài sản. Khác với người nghèo, người nghèo thì tập trung vào cơm áo gạo tiền và mua những tiêu sản, những thứ
mà mất dần đi giá trị qua thời gian, không tạo ra dòng tiền và cũng không tạo ra giá trị qua thời gian. Tức là giá trị qua thời gian ngày càng mất đi. Thí dụ như chiếc xe máy, nếu không để phục vụ công tác đi lại và di chuyển hàng ngày, hay là xe hơi, nếu không phục vụ là chăm sóc gia đình hoặc là di chuyển hàng ngày, hoặc là có nhu cầu làm ăn, kết nối, giao du với đối tác, hay là bảo vệ sức khỏe, nếu không phải vì lý do đó họ mua chảy để cho phông nền cho oai bởi vì người khác cũng mua, thì các bạn thấy là giá trị của chiếc xe hơi nó sẽ giảm dần qua thời gian. Còn ngược lại, giá trị của những căn nhà, của những miếng đất, của những cái cổ phần góp vốn của doanh nghiệp nó tăng giá qua thời gian. Đó là những tài sản, còn người nghèo tập trung vào tiêu sản. Nhưng liệu có phải là khi có tài sản, có những thu nhập từ tài sản đó là thu nhập thụ động, thì có nghĩa rằng là người giàu không cần phải làm gì mà cũng có ăn phải không? Tuyệt nhiên là không đúng. Vì sao thế? Bởi vì ở đời này không có cái gì là miễn phí, và miếng format miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột. Một trong những lý do mà tôi không bao giờ làm lớp miễn phí để tạo phễu, để cần mọi người đến miễn phí rồi tôi bắt mọi người phải mua một cái dịch vụ nào đó, một khóa học nào đó khác của tôi, mà tôi luôn luôn phải làm những khóa học có phí ngay từ đầu. Bởi vì nếu bạn thích tôi, nếu bạn mong muốn học hỏi điều gì đó ở tôi, thì vui lòng bạn phải trả một khoản phí, thậm chí ngay cả một meet up, một cuộc gặp trong cộng đồng, nếu như bạn muốn gặp và nghe chia sẻ của tôi và có một điều gì đó thông thái hơn từ những chia sẻ của tôi, học được kiến thức nào đó của tôi, bạn phải trả phí. Là bởi vì tôi không bao giờ tin vào những gì miễn phí. Và bởi vì đó cũng là cách mà người giàu tin, đó là để có một cái thu nhập mà ngoài cái thu nhập mà người ta phải đi làm hàng ngày, gọi là nguồn thu nhập thứ hai, hay các bạn thích gọi đó là thu nhập thụ động, người ta phải làm việc một cách chăm chỉ và cật lực. Bạn không tin à? Bạn hãy nhìn vào tất cả những gương của những tỷ phú, kể cả chúng ta vừa nói tới ông chủ giàu thứ tư thế giới là Warren Buffett. Năm nay, người chủ này đã gần 90 tuổi. Và các bạn thấy không? Ông không có khác gì so với lại thời trẻ. Ông làm việc tiếp tục rất hăng say và tiếp tục làm việc mỗi một ngày. Việc của ông đó là đọc các báo cáo tài chính, là họp hành với những người quản lý quỹ của ông. Việc của ông đó là xem xét những tài sản của mình một cách rất cẩn trọng. Việc của ông là đọc sách. Và ông đọc sách từ sáng cho đến tối. Và thậm chí là việc của ông đó là thể dục và có những bữa ăn ngon, bữa ngủ ngon. Rồi các bạn để ý những ông chủ của cái hãng thời trang lớn nhất thế giới, sở hữu những hãng thời trang như Versace, Gucci, Louis Vuitton, cũng làm việc cật lực và chăm chỉ. Hãy nhìn Elon Musk, người tỷ phú số 1 thế giới vào thời điểm hiện nay. Dù có thể là cổ phiếu đang bị bơm thổi hay là manipulation này nọ, Tesla Motor, thí dụ như vậy, nhưng bản thân Elon Musk cũng là một cái vị anh hùng trong mắt của giới trẻ. Và bản thân Elon Musk, vị tỷ phú số 1 thế giới tại thời điểm hiện nay, cũng làm việc chăm chỉ và cật lực. Có những lúc năm 2000, những lúc khởi nghiệp đi, và những lúc mà thời điểm Tesla Motor gặp khó khăn, những năm 2016, 2017, 2018, bạn sẽ thấy hình ảnh của Elon Musk nằm vật vã ở dưới xưởng sản xuất xe hơi của Tesla tại Mỹ. Bạn sẽ thấy những cái chuyến bay con thoi, khủng khiếp và tốn kém thời gian, tốn kém về sức lực và kể cả tiền bạc, bay qua lại giữa nhà máy Tesla số 1 ở Trung Quốc và nơi mà Elon Musk nghỉ ngơi, đó chính là ở Mỹ. Bay sang làm việc quần quật nhiều giờ trong một ngày và nhiều tuần, nhiều giờ trong một tuần. Nếu không thể nói rằng là trên 50 giờ, thậm chí là 60 giờ hàng tuần để dành cho công việc, và chủ yếu ở trong cái việc hoàn thiện sản phẩm, cải tiến sáng tạo sản phẩm và làm việc với các kỹ sư, những đội ngũ tiếp thị của nhà máy và trực tiếp đứng ra trở thành một người tiếp thị cho sản phẩm Tesla Motor của mình, những cái sản phẩm và xe điện của mình. Rồi, bạn thấy Elon Musk như vậy, Bill Gates thì sao? Không phải là bây giờ bạn thấy Bill Gates sống back up lại trở thành một người cổ đông mà nghĩ rằng Bill Gates đã ngừng hoạt động, đã ngừng làm việc. Bill Gates tiếp tục làm việc một cách cực kỳ hăng say. Bạn hãy xem bộ phim Inside Bill Gates Brain,
ở trên Netflix bạn sẽ hiểu là cái tư duy của Bill Gates như thế nào và hiện nay Bill Gates đang làm việc làm sao. Sống một cuộc sống với vợ và các con, nhưng Bill Gates vẫn tiếp tục học hỏi những kiến thức mới, học hỏi những lĩnh vực mới, đọc rất nhiều sách về nhiều thể loại khác nhau. Và bây giờ ông đang hướng bản thân mình vào những lĩnh vực như những sự phát triển bền vững trong nông nghiệp, sự phát triển bền vững về chăm sóc y tế và sức khỏe cho người dân. Nếu bạn đọc thông tin gần nhất trên CNBC và MarketWatch hay những thông tin về những trang mạng của Mỹ về tài sản của Bill Gates hiện tại, thì Bill Gates đã dành rất nhiều tiền hiện nay để thâu tóm những quỹ đất nông nghiệp tại khắp nước Mỹ. Và có thể nói Bill Gates hiện tại là một trong những người giàu nhất nước Mỹ, sở hữu số lượng đất đai về nông nghiệp lớn nhất. Bởi vì ông đang nghĩ một bài toán khác, đó là bài toán làm sao dẫn đến một thứ gọi là nông nghiệp bền vững trên thế giới. Và sản phẩm nông nghiệp nghĩa là thu nhập của người ta, sự giàu có của người ta nó thụ động, nhưng hoàn toàn không phải là ngồi im mà có thu nhập đó, mà họ phải làm hết sức cật lực. Nói xa, nói xôi, nói Mỹ, nói thế giới, hay chúng ta có thể nhìn thấy Richard Branson cũng vậy, phải không? Hay là ông chủ của Nike, Phil Knight, làm việc như điên quần quật. Thậm chí chúng ta kể đến hãng thời trang danh tiếng ở châu Á, Uniqlo, rồi những người khổng lồ tại Hàn Quốc, những người có tinh thần máu lửa, tạo ra thu nhập thứ hai, thu nhập thụ động, Lee Kun-hee của Samsung, những cái người chủ tịch các tập đoàn Hyundai, hay thậm chí bây giờ nói Việt Nam. Hãy nhìn vào cái thời gian làm việc của anh Vượng. Các bạn có thể đọc những tin tức, những chia sẻ của rất nhiều người biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm việc ra sao mỗi một ngày, thời gian làm việc như thế nào mỗi ngày, tỷ phú Trần Đình Long của Thép Hòa Phát làm như thế nào mỗi một ngày, anh Dương của Trường Hải Ô Tô làm bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Chúng ta hãy nhìn những thứ mà hiện nay chị Thảo Vietjet đang phải trải qua khi mà Vietjet rồi HD Bank đang gặp những cái khó khăn trong kinh doanh khi mà Covid-19 nó xảy ra. Họ làm việc chăm chỉ thế nào? Tôi có một người bạn đang cung cấp những giải pháp về công nghệ thông tin cho Vietjet, cho HD Bank. Thì người bạn mới nhắn tin cho tôi và nói rằng là đến 8 rưỡi, 9 giờ vẫn đang họp với chị Thảo. Bởi vì không hiểu tại sao người phụ nữ nhỏ bé ấy lại có cái nguồn lực về thời gian và cái năng lượng lớn lao như vậy để làm việc họp hành liên miên. Và đó cũng chính là những thói quen của những người giàu. Cái điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây và Hoa Đông đây, đó không phải là việc mà bạn không có cần phải làm gì mà vẫn có nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Đó chỉ là miếng format miễn phí mà tất cả những người muốn lừa đảo bạn, muốn chiếm dụng tiền của bạn, muốn tìm cách moi móc cái đồng tiền mồ hôi xương máu của bạn bằng cách vẽ cho bạn một ước mơ là bạn không cần phải làm gì cả cũng có được tiền. Tôi nói tất cả về thí dụ của những người giàu, những người thực sự có những thu nhập thụ động mà bây giờ người ta có thể không cần phải làm gì thực sự, mà người ta có thể giàu có sống hết cả đời này, thậm chí là vài đời sau cũng không xài hết số tiền mà người ta đã kiếm, nhưng người ta vẫn làm quần quật là bởi vì người ta hiểu cái giá trị của lao động, giá trị của sự chăm chỉ, giá trị của những cái mà dedication đến công việc, dedication. Đó, bạn đã hiểu được cái ý tôi nói không? Không có cái gì là không làm mà có ăn cả. Thậm chí tôi chẳng hạn, ok, nếu bạn đã coi những video của tôi thì bạn hiểu của tôi một điều là lúc tôi ốm, tôi vẫn làm việc. Lúc tôi vui, tôi cũng làm việc. Tôi buồn, tôi cũng làm việc. Tôi mới, cái video mà hôm Chủ nhật vừa rồi, đó là video tôi quay ngay sau 2 ngày training và huấn luyện của tôi, từ 8 rưỡi sáng cho đến 7 giờ tối ngày thứ 6, thứ 7. Giọng tôi lạc đi, tôi đang bị ốm đấy. Ngày hôm nay nói chuyện với các bạn, tôi đang bị ốm. Nhưng vì tôi yêu thích công việc của mình, và vì tôi làm việc tôi thích, tôi đam mê, và xã hội cần cũng như xã hội trả tiền cho tôi, đó là lý do tại sao tôi xuất hiện trước ống kính máy quay và tôi tiếp tục làm những thứ tôi làm. Bởi vì tôi tin một điều rằng có làm mới có ăn. Và thứ hai nữa là gì? Không có nguồn thu nhập thụ động nào. Chẳng hạn như mọi người nói, ôi anh làm YouTube thì có nguồn thu nhập thụ động, một phần rất nhỏ không đáng kể. Anh cứ đầu tư chứng khoán không thu nhập thụ động, cứ đưa tiền chứng khoán không thu nhập thụ động. Không, chứng khoán cũng vậy,
bạn phải chăm chỉ phân tích công ty, đọc báo cáo về công ty, đọc những cái bản đồ về tài chính của công ty, những cái map, những cái map, rồi truy cập tin tức về công ty, đọc về biểu đồ công ty, thảo luận với mọi người về triển vọng của doanh nghiệp, học hỏi ý kiến của chuyên gia. Và nó còn xin, nó tiêu thụ rất nhiều, nó lấy đi rất nhiều thời giờ của bạn, và chả có cái thu nhập thụ động nào. Mà bạn cứ ngồi làm là có ăn, cứ ngồi một yên một chỗ, đi chơi bời, bạn có ăn. Tất cả những hình ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng sang chảnh, ở những chỗ resort 5 sao, 6 sao, bên cạnh những hot girl người mẫu chân dài, siêu xe, siêu du thuyền, máy bay hạng sang, hạng thương gia, tất cả mọi thứ là phông nền để những người đó muốn lấy tiền của bạn đó Hoa Đông. Do đó không có cái gì mà không làm để có ăn. Tôi đã chứng minh cho bạn thấy một điều đó. Và trong cái cuộc đời của tôi cũng đã thấy rất nhiều người đã bị phá sản vỡ nợ vì góp hụi, cho vay nặng lãi, hoặc là cho những doanh nghiệp hồi xưa là cho một cái hãng taxi nổi tiếng của Việt Nam vào thời điểm đó huy động trái phiếu lãi suất cao trên 20% một tháng, một năm. Sau đó thì người ta trả cho 3 tháng. Sau đó thì công ty đó hiện nay chỉ còn vài chiếc xe lèo tèo ở trên đường. Dùng cái từ vài chiếc xe thì không đúng, nó khoảng cả ngàn chiếc xe thôi, nhưng mà nó không còn nổi bật nữa và càng mất cái vị thế vào trong những cái hãng taxi công nghệ khác. Và người ta đã từng huy động vốn của những người nhẹ dạ cả tin với lãi suất là 20-mấy% một năm chỉ để đi mua xe. Và cái lời chào mời của họ đó là gì? Không cần phải làm gì, góp tiền mua xe, góp tiền mua trái phiếu của tôi là có ăn, và cứ thế thụ động bạn sẽ có tiền thu nhập. Ngày hôm nay nữa, có một số người nói rằng: ôi, oánh chứng khoán bây giờ không cần học, oánh chứng khoán là có thu nhập thụ động mà không cần đọc sách, cũng chả cần phải học hành gì cả. Anh nói thiết kế cuộc đời thịnh vượng, anh nói quan hệ với người khác để nâng tầm mình, quan hệ thành tiền tệ, tất cả những thứ đó, anh thật là vớ vẩn. Là vì sao anh vớ vẩn? Em chả cần học gì, em chỉ cần nghe người ta nói mua là em thắng rồi. Wow. Tough, very tough, rất khó khăn. Tôi không cần phải giải thích. Cũng giống như mọi người cứ lao vào mua. Hãy xem lại video của tôi vào chủ nhật vừa rồi. Tôi nói bây giờ chỉ có thiên tài mới thua lỗ, còn người bình thường sẽ là người chiến thắng. Tôi cũng chả cảnh báo gì, bởi vì tất cả cảnh báo đều là mang tính chất: ôi anh chim lợn thị trường, ôi anh không muốn em kiếm tiền, ôi thu nhập thụ động thật là dễ, chắc cần phải đọc sách, chắc cần phải học hành, em cũng có tiền hơn khối ông chuyên gia. F&O chẳng F1, F2, F3, em F0 kiếm đầy tiền. Wow. Cần gì làm? Giao tiền cho người khác là thắng mà. Cần gì đọc? Cần gì thiết kế cuộc đời thịnh vượng? Cần gì siêu cỏ? Tôi nghe xong tôi chỉ cười. Và trong tất cả niềm tin của tôi trên cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng cũng vậy. Tôi chỉ nói rằng tất cả, dù bạn cầm tiền hay cầm cổ phiếu, tôi đều chúc bạn có một ngày tím. Tím ở đây có nghĩa là may mắn, là thịnh vượng. Và chúc bạn sẽ có nhiều trải nghiệm tốt với thị trường. Bởi vì sẽ có lúc, chẳng hạn như ngày hôm nay là ngày 19 tháng 1, bạn đã có một trải nghiệm tốt với thị trường. Dù đó là tăng điểm hay giảm điểm rất mạnh như ngày hôm nay, và dù bạn mất lời hay bạn đã thoát khỏi thị trường từ lâu rồi, bạn đang vui sướng, thì bạn cũng sẽ có một trải nghiệm. Tôi tin là vậy. Bởi vì cuộc đời sẽ dạy cho chúng ta vài bài học rất quý. Và tôi cũng nói trong những lời khuyên của tôi dành cho thế giới trẻ của những video trước đây, đó là đời sẽ tát cho bạn vài cái tát cho đến khi bạn tỉnh ngộ ra. Bạn vài cái tát. Giới trẻ thứ nhất. Và chỉ đến khi đời tát cho bạn vài cái tát mà chính bạn chịu những cái tát đó, bạn mới hiểu rằng là chả có thứ gì dễ dàng trong cuộc đời này cả.
Mục đích của cuộc đời trong cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng này của tôi nói rằng đó là để chúng ta có thể tìm kiếm hạnh phúc, nhưng sẽ không tìm kiếm hạnh phúc được nếu chúng ta không có sự cân bằng về sức khỏe, về tâm linh, về tinh thần, về cảm xúc, về tiền bạc, về sự nghiệp, về mối quan hệ và tình yêu. Đó là sự cân bằng của 8 cấu thành trong cái bánh xe cuộc đời của mình. Và bạn nghĩ rằng là 4 giờ làm việc mỗi tuần, 4 hours work week, the magic, phép màu, chỉ cần nắm tay, chỉ cần tìm một người đúng, chỉ cần không làm gì cả, ngồi im mà đợi thỏ, ôm cây đợi thỏ chờ sung dụng, ôm cây chờ sung dụng, ôm cây đợi thỏ đến là sẽ thắng hả? Bạn tự trả lời cho mình. Hoa Đông ơi, anh nhắc lần thứ 5, liệu có cái gì miễn phí không? Không có bữa trưa miễn phí. Wow, không có gì miễn phí cả. Và khi anh làm video, anh không chỉ để trả lời cho em, mà anh làm video là để trả lời cho tất cả mọi người. Và anh nghĩ rằng là mọi người đã tìm ra câu trả lời dành cho mình. Để có được một cái cuộc đời thịnh vượng và có những mối quan hệ chất lượng, bạn phải thực sự là rất tập trung vào công việc của mình. Bạn phải thực sự hăng say, bạn phải thực sự đào sâu suy nghĩ và đừng bao giờ tin vào những món quà miễn phí. Trời ơi đất ơi, như tôi đã nói, sẽ không bao giờ bạn thấy một khoác phễu nào của tôi. Bạn sẽ không bao giờ thấy một cái gì miễn phí từ tôi. Và tôi tin rằng khi bạn phải trả phí, thậm chí phải trả phí cao, bạn sẽ học được những bài học và bạn sẽ tập trung hết tất cả cái năng lượng của mình để học nó một cách chuyên nghiệp nhất, một cách nghiêm túc nhất, và bạn sẽ là được người được lợi cuối cùng. Khi tôi làm video này cũng là lúc gần giáp Tết Nguyên Đán 2021, sẽ có nhiều người chào mời bạn, tặng những món quà miễn phí, cho bạn khóa học miễn phí, cho bạn những cái bữa trưa miễn phí, những hội thảo miễn phí, những thứ miễn phí. Nhưng hãy nên nhớ rằng không có gì miễn phí trong cuộc đời này cả, được không ạ? Và cuộc đời của bạn sẽ được quyết định bởi suy nghĩ của bạn, và suy nghĩ của bạn sẽ quyết định hành vi và thói quen của bạn. Và bạn khi xem đến đây, tôi chắc hẳn bạn là một người khao khát thành công và mong muốn tôi làm thêm những video về đầu tư tài chính cá nhân, về phát triển bản thân, về thị trường. Hôm nay tôi không làm về thị trường, không nói về thị trường chứng khoán, là bởi vì tôi biết rằng thị trường sẽ dạy cho các bạn một bài học. Những người đầu tư không cần phải làm gì cũng có ăn, cứ mua là thắng, là thiên tài của cổ phiếu, là vị vua Midas sờ đâu cũng thấy vàng. Tôi sẽ không làm về thị trường, mà tôi để cho thị trường nói với bạn một điều gì đó, bởi vì tất cả kinh nghiệm của chúng ta đều có lý. Và bạn là người thành công và khao khát, mong muốn thành công thì đúng hơn. Và bạn sẽ học được những bài học từ những chia sẻ của tôi. Và khi bạn thành công trong sau này, hãy cảm ơn tôi sau. Còn bây giờ, nếu bạn thích cái video này, thích tinh thần mà Thái Phạm truyền tải, hãy like cho nó, like cho cái video này để tôi tiếp tục có động lực làm tiếp những video dành cho bạn. Chia sẻ video này, đăng ký kênh thông tin của tôi để bất cứ khi nào tôi ra cái video mới, bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Nhớ nhấn vào nút chuông nhé. Thái Phạm, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Để đừng bỏ lỡ những video và thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập vào trang fanpage Thái Phạm, ấn nút thích, like, nhấn vào phần cài đặt theo dõi và sau đó bạn chọn yêu thích, favorites. Và nếu bạn muốn theo dõi Thái Phạm nhanh chóng và tiện lợi hơn, mỗi khi truy cập bằng điện thoại, chỉ cần vuốt nhẹ và chọn yêu thích cho bảng tin của bạn.